Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng vừa công bố dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi tại các xã trên địa bàn huyện. Hiện nay, huyện Hòa Vang đã tạm dừng hoạt động giết mổ lợn tại vùng có dịch. Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang yêu cầu các xã trong vùng có dịch tập trung khoanh vùng ổ dịch, bao vây, khống chế, dập tắt dịch, ngăn chặn dịch lây lan, tổ chức tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh và lợn chết theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Cấm người không có nhiệm vụ vào nơi có gia súc mắc bệnh hoặc chết, tạm dừng các hoạt động giết mổ, lưu thông trong vùng có dịch đối với lợn và các sản phẩm từ lợn. Hiện, chính quyền địa phương đã hỗ trợ 2.000 lít hóa chất sát trùng chuồng trại cho 11 xã bảo quản và chủ động sử dụng để vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh. Lực lượng chức năng địa phương đã tổ chức tiêu hủy tổng số 40 con lợn thịt, tổng trọng lượng hơn 1.100 kg lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết do bệnh. Thưa quý vị, sáng ngày 10 tháng 8, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ tổng kết, trao giải thưởng và khai mạc triển lãm cuộc thi sáng tác tranh cổ động và logo kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Sau 2 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được 700 tác phẩm tranh cổ động và logo của hơn 300 tác giả chuyên nghiệp và không chuyên. Tác phẩm dự thi đã nêu bật được những nội dung như tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp về ý nghĩa lịch sử to lớn của ngày giải phóng thủ đô, về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân thủ đô Hà Nội trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, khát vọng xây dựng và phát triển thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại. Ban giám khảo đã lựa chọn được 26 tác phẩm tiêu biểu nhất để trao giải và 45 tác phẩm để trưng bày triển lãm. Các tác phẩm chất lượng cũng được lựa chọn để phục vụ công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, làm đẹp cảnh quan đô thị trong đợt kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Thưa quý vị, chương trình hoạt động giải thưởng cánh diều vàng năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 3 cho đến ngày 10 tháng 9 năm 2024 tại Nha Trang, Khánh Hòa với nhiều hoạt động phong phú, vừa bảo đảm tính chuyên môn cao, vừa tương tác rộng với khán giả. Thông tin trên được ban tổ chức đưa ra tại cuộc họp báo về giải thưởng cánh diều vàng năm 2024 diễn ra vào ngày 10 tháng 8 tại Hà Nội. Đến thời điểm hiện tại đã có gần 160 bộ phim dự thi ở đa dạng các thể loại, cùng 4 công trình nghiên cứu lý luận phê bình đã gửi đến để đăng ký dự thi giải cánh diều vàng 2024. Tiêu chí giải thưởng cánh diều vàng năm nay là đề cao tác phẩm có tính giáo dục, tạo được hiệu ứng xã hội. Chúng tôi đặt cái tiêu chí cao nhất đó là những cái giá trị nhân văn, những cái giá trị mới về con người, những các cái giá trị mà của cuộc sống nhưng mà được phản đập vào nghệ thuật và để trở thành những các tác phẩm nghệ thuật mang cái tính hướng thiện, mang cái tính mà làm cho con người sống đẹp hơn, cao cả hơn. Là một trong những sự kiện được chờ đợi trong năm, giải thưởng cánh diều vàng không chỉ là ngày hội của những người làm điện ảnh và công chúng yêu mến nghệ thuật thứ bảy trong nước, mà còn có sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ, qua đó cũng giúp quảng bá văn hóa, du lịch, điện ảnh Việt Nam ra thế giới. Gói gọn trong gần 2 tiếng vào đêm công diễn đầu tiên vào ngày 9 tháng 8 tại Nhà hát Hồ Gươm, vở opera kinh điển La Traviata là cột mốc quan trọng, đánh dấu cho sự phối hợp lần đầu tiên giữa Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Miệt mài luyện tập và trau chuốt cho vở diễn suốt 4 tháng, với sự góp mặt của hơn 60 nghệ sĩ cùng nhiều nhạc công, vở nhạc kịch thế giới La Traviata đã mang đến cho khán giả những phút giây thăng hoa và đầy cảm xúc. La Traviata, tạm dịch là Người đàn bà hư hỏng, là vở nhạc kịch nổi tiếng do nhà soạn nhạc thiên tài người Ý Giuseppe Verdi chắp bút. Vở opera không chỉ tái hiện xã hội nước Pháp vào thế kỷ 19, nơi mà cuộc sống của những người phụ nữ được khắc họa bằng hai chữ nghiệt ngã. La Traviata còn là câu chuyện tình yêu bi thương giữa người kỹ nữ Violetta và nhà thơ trẻ Alfredo. Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Công Bảy, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm và nghệ sĩ ưu tú Phan Mạnh Đức, Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, phiên bản La Traviata lần này được dàn dựng bởi hai nữ đạo diễn được vinh danh ở hạng mục nhạc kịch xuất sắc nhất giải Oscar Theatre 2024, Beverly Blankenship và Rebecca Blankenship, kết hợp cùng nhạc trưởng Kotaro Kimura. Bên cạnh đó là sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên hàng đầu của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Câu chuyện tình yêu của nàng Violetta và chàng Alfredo đã được thổi vào một luồng gió mới để đem vở diễn đến gần hơn với khán giả Việt, nhưng không làm mất đi nét hấp dẫn của một vở nhạc kịch mang đẳng cấp thế giới.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 10 tháng 8 tại Hà Nội, Hội nghị quốc tế những tiến bộ trong can thiệp tim mạch do Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và Hội Tim mạch Học Việt Nam phối hợp tổ chức với hơn 200 bác sĩ, chuyên gia tim mạch hàng đầu Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam tham dự nhằm cập nhật những tiến bộ trong quản lý điều trị bệnh lý tim mạch. Bệnh lý tim mạch và động mạch vành là một trong những bệnh lý phức tạp nhất với tỷ lệ tử vong cao, nguy cơ để lại di chứng nghiêm trọng. Với sự phát triển của y học hiện đại, bệnh tim mạch có nhiều tiến bộ trong điều trị bằng xâm lấn tối thiểu như nong và đặt stent động mạch vành, đặt máy tạo nhịp, thay van động mạch chủ và sửa van hai lá qua đường ống thông. Tuy nhiên, trên một số nhóm đối tượng bệnh nhân bị bệnh động mạch vành nhạy cảm có nguy cơ chảy máu cao, nguy cơ tái hẹp trong stent, huyết khối trong stent cao, đặc biệt người cao tuổi có nhiều bệnh nền, tăng huyết áp, béo phì, đái đường, bệnh lý gan thận, thì nong bóng phủ thuốc đang là giải pháp được đánh giá cao. Đây là một trong những chủ đề quan trọng được các chuyên gia thảo luận tại Hội nghị quốc tế những tiến bộ trong can thiệp tim mạch. Có thể nói, hội nghị là cơ hội quý báu để các chuyên gia tim mạch trong và ngoài nước trình bày và thảo luận về những tiến bộ mới trong can thiệp tim mạch và động mạch vành, từ đó ứng dụng trong thực hành lâm sàng để nâng cao chất lượng điều trị người bệnh tim và can thiệp động mạch vành, tối ưu hiệu quả, rút ngắn thời gian điều trị, mang lại giá trị thật cho người bệnh. Xóm bó chổi cộng lá dừa ở xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, nơi được xem là cái nôi của nghề bó chổi, đã tồn tại gần nửa thế kỷ. Điều đáng trân quý là qua thời gian thì nghề thủ công này không bị mai một nhờ sự chịu khó bám nghề của người dân. Họ nỗ lực mở rộng sản xuất, tạo công ăn việc làm ổn định cho bà con địa phương. Với người dân ở ấp Tầm Du 1, nghề bó chổi cộng dừa tuy cực mà vui. Cực vì những thăng trầm của nghề, vì những chai sạn trên đôi tay để tạo nên chiếc chổi. Nhưng vui vì cả xóm nhà nào cũng làm để có thêm ít thu nhập và giữ được cái nghề. Muốn có chiếc chổi hoàn chỉnh, bền chắc, người thợ phải trải qua khoảng 4-5 công đoạn. Trong đó mất thời gian và cực nhất là làm mái chổi. Do làm bằng thủ công nên người thợ mất khá nhiều công sức. Ai lành nghề mỗi ngày làm ra 20-30 chiếc. Còn những ai mới vào nghề thì 5-10 sản phẩm một ngày. Hồi biết làm, tôi làm là 30 năm rồi. Nghề này vất vả lắm. Có khi mình cũng như bán đất thì mình ham lắm. Rồi hổm gài cũng như ế ẩm, nghỉ hè nè. Rồi thành ra bữa nghỉ. Xóm chổi Tầm Du hiện có hơn 70 hộ làm nghề. Trung bình mỗi ngày nơi đây cung ứng cho thị trường gần 1.000 cây chổi cộng lá dừa các loại. Sản phẩm của làng nghề làm ra vừa đẹp, vừa kiểu dáng, vừa chất lượng nên rất được người sử dụng ưa chuộng. Nhiều năm qua, cơ sở bó chổi của chị Phan Thị Bé đã tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Nghề bó chổi chủ yếu lấy công làm lời, đặc biệt phù hợp với mọi lứa tuổi, từ người già đến trẻ, không phân biệt đàn ông đàn bà. Từ nhiều bàn tay lành nghề, nhanh nhẹn, những chiếc chổi được bó đều và khéo léo lần lượt ra đời. Mỗi chiếc sau khi làm xong được bán cho thương lái với giá từ 10.000 đến hơn 20.000 đồng tùy loại. Chổi đẹp, chắc và giá rẻ nên được cung ứng cho nhiều tỉnh thành như Cà Mau, Bạc Liêu, Bình Dương, Đà Nẵng. Các mối lái đặt hàng thu gom lâu dài theo định kỳ và có giao kèo thỏa thuận về giá cả hẳn hoi tùy theo thời điểm. Nên những người làm nghề ở đây rất an tâm, không phải lo sợ bị tồn động hàng, nhốt vốn. Cũng từ đó, những người thợ tâm quyết càng thêm gắn bó với nghề. Bó thì gịch đồ, gịch gì thì nó hơi bị nặng á. Nặng tay thì mới thì nó cũng nhức dữ lắm. Cái tay mình cầm lên nó nặng, mình chịu á. Người với mình gịch nhiều khi dây gân nó đứt á, nó cũng búng vô gần cổ mình á. Đi tùm lum chân, thành phố Cà Mau, Thốt Nốt gì, Cần Thơ gì, chợ nào không có chứ. Thí dụ nữa sau này ba má mất thì không biết làm sao chứ đeo đủ hoàng hoài luôn. Người dân Tầm Du luôn tự hào về chổi mình làm ra bởi đẹp, đạt chất lượng, hướng tới sự hài lòng của người tiêu dùng. Địa phương cũng rất quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cho bà con phát triển nghề. Đối với những người dân xóm chổi, làm chổi là gìn giữ nét đẹp truyền thống, giá trị cổ xưa. Bởi mỗi chiếc chổi làm ra là kỷ niệm được lưu giữ về hình ảnh người bà, người mẹ trước kia. Và cũng là sự chịu khó, nỗ lực bám nghề, mở rộng sản xuất,
giúp mang lại cuộc sống ổn định cho bà con địa phương. Thưa quý vị, với những loại rác không thể phân hủy, trong mắt của nhiều người thì chúng còn là nguyên liệu để tạo nên những tác phẩm tái chế độc đáo hay những vật dụng hữu ích mà ít ai nghĩ đến, giúp cho đời sống của chúng được quay vòng và giảm thiểu một lượng lớn rác thải ra môi trường. Và trong mục Môi trường xanh ngày hôm nay thì hãy cùng với chúng tôi đến thăm một không gian tái chế ý nghĩa như vậy ngay giữa lòng thủ đô. Một lá cờ Tổ quốc được làm hoàn toàn từ nắp chai nhựa. Những chiếc nắp chai còn được biến hóa thành bức tranh trang trí đầy màu sắc. Những chiếc lốp xe cũ trở thành những chiếc bàn. Thậm chí vỏ hạt mắc-ca cũng có thể biến thành một chiếc rèm cửa. Đó là những tác phẩm của mô hình quán cà phê tái chế mang tên Dị. Ở Hà Nội là cũng có khá là nhiều quán cà phê đã làm từ các đồ tái chế, nhưng mà quán của bọn tớ đặc biệt bởi vì là quán nhà bọn tớ trang trí từ lắp chai này, từ những mảnh gỗ vụn này, và ví dụ như từ những các cái chai nhựa mà mọi người bỏ đi thì bọn tớ sẽ xin lại về để bọn tớ trồng cây. Còn những các cái lắp chai thì bọn tớ sẽ trang trí như các cái khung tranh bằng hoa, hoặc là những các cái gỗ vụn mà các cái bên mà họ làm mộc ấy, họ bỏ đi thì bọn tớ sẽ xin lại để bọn tớ lắp ghép thành một bức tranh hoặc là thành những các cái chuông gió. Mình thì rất là vui khi là mở lên quán cà phê này thì khách hàng đến đây là mọi người nhìn thấy cái không gian mà bọn tớ decor ấy, hầu như ai cũng là trầm trồ, bảo ơ tại sao mọi người có thể làm được những cái mà nó rất là giản dị nhưng mà nó lại rất là ý nghĩa và nó đẹp đó. Tức là mọi người nhìn thấy những các cái tranh và những cái mà bọn tớ làm thì mọi người rất là thích. Mọi người bảo không ngờ nó có thể tái chế để nó lung linh lại như thế này. Đúng với cái tên của quán là Dị thì em thấy ở trong này tất cả các đồ trang trí nội thất đều là đồ tái chế như nắp chai hay là các loại gỗ. Thì em thấy ở đây khá là thân thiện với môi trường và không gian cũng rất nhiều cây xanh, rất phù hợp với sở thích của em. Mình cũng rất là thích những cái khoản không gian như thế này, có thể tận dụng những đồ cũ và mình cũng rất là không muốn là thải nhiều những cái túi ni lông hoặc là những cái rác thải mà nó không phân hủy được ra môi trường ấy. Nên là mình cũng rất là thích những cái mô hình quán như này. Đặc biệt là ở đây họ còn rất là thoáng mát và rộng rãi, nhiều cây xanh nữa, cũng phù hợp với cả gia đình mình có em bé. Những mô hình quán trà, quán cà phê xanh như Dị đang ngày càng trở nên phổ biến và nhận được sự ủng hộ của đông đảo khách hàng, đặc biệt là giới trẻ và khách nước ngoài. Điều này thể hiện sự gia tăng về nhận thức bảo vệ môi trường của mọi người, góp phần truyền tải thông điệp xây dựng lối sống xanh, hành động xanh đến cộng đồng. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra ngày hôm nay. Thưa quý vị, hiện nay hệ thống bất động sản công nghiệp tại Thái Nguyên gần như là không còn vì hạ tầng các khu công nghiệp mới đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị xây dựng. Trong khi đó, theo bài viết trên báo Nhân dân, các cụm công nghiệp đã có chủ đầu tư lại phải đối mặt với nút thắt lớn là giải phóng mặt bằng, dẫn đến chậm tiến độ, mà nguyên nhân chủ yếu là do chậm thực hiện tái định cư cho người dân. Để tháo gỡ những vướng mắc này, tỉnh Thái Nguyên đang tích cực chỉ đạo các sở ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tái định cư nhằm sớm bàn giao mặt bằng sạch để các chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp, thúc đẩy thu hút đầu tư. Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, người thuộc diện mua nhà ở xã hội có thu nhập không quá 15 triệu đồng một tháng, hộ gia đình thu nhập không quá 30 triệu đồng một tháng sẽ được vay vốn ưu đãi để thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Hiện người mua nhà ở xã hội có thể tiếp cận vốn vay ưu đãi theo 3 kênh. Thứ nhất, vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với mức lãi vay ưu đãi bằng lãi vay áp dụng cho người nghèo vay trong từng thời kỳ. Thứ hai, vay từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng hiện đã tăng lên 140.000 tỷ đồng với lãi suất thấp hơn lãi suất thương mại của 4 ngân hàng thương mại nhà nước từ 1,5 đến 2%. Thứ ba, các chương trình cho vay về nhà ở cho các đối tượng chính sách tính đến hết tháng 4 năm 2024 có dư nợ 4.823 tỷ đồng. Kết thúc mùa báo cáo tài chính quý 2 năm 2024, lợi nhuận ngành ngân hàng đã rõ nét. Trong 10 ngân hàng có lợi nhuận lên đến chục nghìn tỷ đồng cũng hiện diện đầy đủ. Bài viết trên báo Hà Nội Mới nhận định, trước tình hình khả quan, triển vọng tài chính ngân hàng tăng trưởng dương được dự báo sẽ tiếp tục trong các tháng cuối năm 2024.
Một số ý kiến chuyên gia cũng cho rằng sự phục hồi của ngành ngân hàng sẽ diễn ra rõ rệt trong nửa cuối năm nay. Với giả định ngân hàng nhà nước không tăng lãi suất điều hành trong năm 2024 và các ngân hàng lớn đẩy được 90% dung tín dụng được giao từ đầu năm, lợi nhuận trước thuế toàn nhóm ngân hàng niêm yết năm 2024 có khả năng tăng trưởng 15% so với năm trước đó. Chưa đầy 3 tháng nữa thì đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC sẽ thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định UU. Đây là cơ hội để Việt Nam gỡ thẻ vàng khai thác thủy sản. Theo ghi nhận trên báo Đại biểu Nhân dân, thời điểm này các tỉnh, thành phố ven biển đang tập trung cao độ, quyết liệt, triển khai các giải pháp để chống khai thác UU. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công an cũng đề nghị các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tránh tình trạng trên nóng dưới lạnh, quan tâm tăng cường năng lực và nhân lực quản lý tàu cá và xử phạt vi phạm ở cơ sở, hoàn tất cập nhật thông tin tàu cá đầy đủ, xử lý thật nghiêm việc tàu cá mất kết nối. Được khởi công từ năm 2010 đến năm 2016 mới thực sự tăng tốc, vượt qua 100.000 gian khó. Ngày 8 tháng 8 năm 2024, dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm số 3 Nhổn – Ga Hà Nội đã chính thức vận hành đoạn trên cao từ ga S1 đến S8. Dự án có tổng chiều dài 12,5 km, đi qua 8 ga trên cao, 4 ga ngầm. Trong đó, đoạn trên cao Nhổn – Cầu Giấy từ ga S1 đến S8 dài 8,5 km. Theo bài viết trên báo Kinh tế và Đô thị, đây là thành tựu và là bài học kinh nghiệm vô cùng đắt giá cho thủ đô trong thời kỳ đầu xây dựng đường sắt đô thị, đồng thời là cơ hội hiếm có để chúng ta tiếp cận công nghệ mới, hiện đại, có bài học thực tế để đào tạo nên một đội ngũ nhân sự đủ năng lực tiếp tục phát triển hệ thống đường sắt đô thị của Hà Nội trong tương lai. Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông qua các tỉnh miền Trung đang được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đôn đốc làm với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, 3K 4 kíp. Điều kiện địa hình phức tạp, nhiều đoạn đường cao tốc của dự án này buộc phải xẻ đồi, đào hầm xuyên núi. Theo thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng, tại khu vực các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có số hầm cao tốc xuyên núi lớn nhất với 5 hầm chính, mỗi hầm 2 ống hầm, dài gần 6.130m. Mỗi ngày bên trong các hầm cao tốc Bắc Nam đều có hơn 2.200 công nhân cùng các kỹ sư, lái máy vẫn luôn giữ vững khí thế lao động, quyết tâm mở núi đào hầm để sớm đưa đường cao tốc quốc gia về đích, nối liền mạch phát triển ở hai đầu đất nước. Và nội dung vừa rồi của tiểu mục điểm báo cũng đã kết thúc chương trình Chào ngày mới của Truyền hình Nhân dân.